Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 17 tháng 3 năm 2024. Để cập nhật tất cả tin tức về bóng đá Việt Nam, hãy bấm đăng ký ngay và nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi bản tin của chúng tôi lên sóng. Và bây giờ là những tin hot nhất trong ngày hôm nay. Tiến Linh không ngại dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia. Trong đợt tập trung cho hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia gọi hàng loạt cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu, đặc biệt là Hà Lan. Dù không kịp dùng Tom Heyer và Ragnar Oradmangwen do trục trặc giấy tờ, đội hình của họ còn đến 9 cầu thủ được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài là hậu vệ Sener Patinama, Jordi Amat, Saniwas, Justin Hapner, Jay Ejet, Nathan Joaon, tiền vệ Mark Locke, Eva Jenner và tiền đạo Rafael Schick. Vì vậy, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, trung vệ Đỗ Duy Mạnh nửa đùa nửa thật rằng gặp Indonesia mà tưởng như đối đầu Hà Lan. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Linh cho rằng việc này không khiến Việt Nam sợ hãi. Anh nói: "Những lần đối đầu trước Indonesia cũng có nhiều cầu thủ nhập tịch. Tôi không bất ngờ khi đối thủ thường xuyên tăng cường nhập tịch. Điều đó cũng không quá đáng ngại. Quan trọng là Việt Nam sẽ chơi thế nào." Tiến Linh, sinh năm 1997, có kinh nghiệm 7 năm khoác áo đội tuyển. Anh từng ghi bàn với lưới Indonesia ở trận chung kết SEA Games 2019, vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2022. Tiến Linh được tờ Bola Sport của Indonesia ví như hung thần với bóng đá nước này. Trong cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, tại vòng bảng Asian Cup 2023, Việt Nam thua 0-1, qua đó đứt mạch 8 năm bất bại trước Indonesia. Giải đó, Tiến Linh không thể tham dự vì chấn thương. Tại bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026, Việt Nam đã đứng thứ hai với 3 điểm sau khi thắng 2-0 trên sân Philippines và thua Iraq 0-1 ở loạt trận tháng 11 năm 2023. Indonesia có 1 điểm như Philippines, nhưng đứng cuối bảng vì kém chỉ số phụ. Vì vậy, hai cuộc đối đầu vào tháng 3 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tấm vé vào vòng loại thứ 3 của Việt Nam cũng như Indonesia. Hai trận sắp tới mang ý nghĩa quan trọng và cực kỳ khó khăn, nhưng toàn đội đang có tâm lý thoải mái, chúng tôi sẽ chơi hết sức. Hy vọng đội sẽ có màn trình diễn tốt trên sân đối phương trước khi trở về quyết đấu ở sân nhà Mỹ Đình. Tiến Linh nói thêm: Indonesia có lợi thế trong trận 21 tháng 3 khi được chơi trên sân Bung Karno có sức chứa 80.000 chỗ ngồi. Đánh giá về điều này, tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn cho hay: "Đá trên sân của Indonesia thì áp lực đến từ khán giả rất lớn. Cổ động viên của họ thường đến sớm, từ lúc mình khởi động đã tạo áp lực cho đội khách. Nhưng tôi nghĩ nếu những tình huống đầu tiên xử lý tốt, đội sẽ tự tin hơn." Hùng Dũng chỉ ra vấn đề của cầu thủ nhập tịch Indonesia. Ngày 16 tháng 3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trả lời báo chí trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định anh và các đồng đội đang rất tự tin và sẵn sàng bước vào hai trận đấu quan trọng sắp tới. "Sau những buổi tập đầu tiên, tôi nghĩ toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với Indonesia. Các cầu thủ đang có mạch thi đấu ở V-League và cúp quốc gia nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập lại. Chỉ có những cầu thủ mới lần đầu tập trung đội tuyển hay lâu lắm rồi mới trở lại thì cần mất 1-2 buổi tập để bắt nhịp. Tất nhiên, khi có ban huấn luyện và anh em đồng đội hỗ trợ, dần dần mọi thứ sẽ tốt hơn." Đánh giá về đối thủ, Hùng Dũng thừa nhận Indonesia mạnh hơn khi triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng họ cũng gặp những vấn đề và đội tuyển Việt Nam có thể khai thác. "Theo tôi, đội tuyển Indonesia đang cố gắng hướng lối chơi theo thiên hướng về sức mạnh, phát huy sức mạnh thể chất vì họ có nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Lối chơi này sẽ khiến đội tuyển Việt Nam mất sức, nhưng ngược lại, Indonesia khó có một lối chơi rõ ràng khi có ít thời gian tập luyện cùng nhau. Dĩ nhiên, việc Indonesia muốn phát huy sức mạnh thể chất và ưu thế sân nhà sẽ rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực khán giả của Indonesia là rất lớn, họ thường đến sân sớm, ngay từ lúc khởi động họ đã đến rồi." Hùng Dũng chia sẻ: "Dù phải làm khách và có trận đấu rất khó khăn, nhưng Hùng Dũng cũng khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành ít nhất 1 điểm, qua đó có kết quả thuận lợi trước trận đấu lượt về và xa hơn là giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Huấn luyện viên Shin Tae-jang bị chỉ trích khi dè chừng đội tuyển Việt Nam. Chuẩn bị về lực lượng, huấn luyện viên trưởng Shin Tae-jang đã triệu tập 28 cầu thủ lên đội tuyển Indonesia, nổi bật là 11 cầu thủ nhập tịch chủ yếu từ Hà Lan. Trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, huấn luyện viên Shin Tae-jang tỏ ra thận trọng: "Tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt cho các cầu thủ. Mục tiêu của tôi là có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Tôi không thể đảm bảo 100% rằng đội tuyển Indonesia có thể thắng hai trận gặp Việt Nam. Nhìn vào quãng đường các cầu thủ phải di chuyển vì chúng tôi có những cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Họ sẽ bay đến đây. Đó là một hành trình rất dài. Vì vậy, trận đấu đầu tiên trên cương vị chủ nhà sẽ là một trận đấu khó khăn hơn với chúng tôi. Trong khi đó, trận đấu tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 sẽ lại dễ dàng hơn một chút với chúng tôi. Tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới." Bên cạnh đó, huấn luyện viên Shin cũng từ chối dự đoán về tỷ số trận đấu giữa hai đội.
Trước phát biểu của huấn luyện viên Shin Tae-jung, chuyên gia bóng đá Indonesia, ông Budi Setiawan đã thẳng thắn bày tỏ không hài lòng. Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI rất tích cực chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Shin Tae-jung không chắc rằng đội tuyển Indonesia có thể làm được gì nhiều. Việc nhập tịch lúc nửa đêm cho thấy PSSI dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Erik Thohir đang làm việc rất chăm chỉ. Sau Nathan Tiêu Awan, sẽ có 3 cầu thủ khác sẽ theo sau để tuyên thệ. Shin Tae-jung luôn viện cớ mỗi khi thi đấu. Lần này lý do là chuyến bay dài từ châu Âu. Thôi nào, ông là huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, không có chiến lược nào để vượt qua điều đó cả sao? Chuyên gia Setiawan nói. Sau cùng, vị chuyên gia này nhấn mạnh, nếu Shin Tae-jung không nghiêm túc trong việc vượt qua vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia, đặc biệt ở những trận đấu còn lại với Việt Nam, đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq, tôi nghĩ đã đến lúc PSSI phải thể hiện sự chắc chắn của mình. Tiếp tục với tin tức đáng chú ý khác. Triều Tiên làm nên lịch sử, nâng cúp vô địch châu Á sau 17 năm. Lọt vào chung kết U20 nữ châu Á 2024, đương kim vô địch U20 nữ Nhật Bản hướng đến chức vô địch lần thứ 7 trong lịch sử cùng mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Ở chiều ngược lại, đương kim áo quân U20 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khao khát giải cơn khát danh hiệu. Đội bóng này mới chỉ vô địch một lần vào năm 2007, nhưng sau đó 5 lần liên tiếp về nhì. Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch U20 nữ Nhật Bản và đương kim áo quân U20 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã diễn ra vô cùng kịch tính vào tối ngày 16 tháng 3. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về U20 nữ Triều Tiên. Như vậy, chức vô địch thuộc về U20 nữ Triều Tiên, còn U20 nữ Nhật Bản về đích với ngôi Á quân. Đây chắc chắn là danh hiệu vô cùng ý nghĩa với thầy trò huấn luyện viên Ri Song-ho khi thành công chấm dứt chuỗi 5 năm về nhì tại giải đấu. Cần nói thêm, U20 nữ Triều Tiên và Nhật Bản là hai đối thủ nằm cùng bảng U20 nữ Việt Nam. Dù phải nhận thất bại với tỷ số đậm, nhưng việc được đối đầu với hai đội bóng chất lượng đã giúp các tuyển thủ tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!